Rồi chào anh em nha, tối nay mình lên cho anh em cái bình xăng con Kenhin Sabang cầu cào BE24 không mây đen. Tình trạng là bình VIP cực đẹp nhưng mà giá mini nha. Bình này có lỗi nhẹ là do bên Nhật người ta gắn vô xe nó bị cãi gì, người ta mài nhẹ nó bị lủng đít thì người ta có dán keo silic keo AB lại ha. Rồi chỉ vậy thôi, còn cái bình này là cực VIP. Nếu bình này không lỗi mình bán phải trên 2,5 triệu rồi. Bình này mình nó bị lỗi vậy, mình bán cho anh em rẻ 2,1 triệu cho cái bình xăng con cầu cào bông mai đen hỏng 24. Tình trạng lay neo nha, bên này của cầu cào chuyên nghiệp nha anh em. Đó. Trái ga đẹp long lanh nha. Đó. Trái ga đẹp long lanh. Đó. Trái ga đẹp long lanh nha. Có dấu nhẹ xí đây, không vấn đề gì hết. Ok. Bình cực đẹp nha anh em ơi, bình này quá đẹp luôn. Bị lỗi nhẹ chỗ này ha, còn mấy con ốc này là do ở mấy ổng dán dán thôi chứ nó không bị lủng nha anh em. Chỉ bị nó bị lủng nhẹ ngay chỗ này, ngay chỗ cái đáy, ngay góc. Thường bởi nó gắn vô mấy chiếc bình này nó gắn vô mấy chiếc Dio á, nó sẽ bị mài nhẹ chỗ góc này, nó bị cắn. Rồi cái bình này tuyệt đẹp, bình này là light new luôn nha anh em. Anh em nào chơi alo mình nha, không thành vấn đề hết nha anh em. Lên xe này anh em nhìn là mặt ngang này là không thấy gì hết nha anh em. Đó, mặt ngang này là nhìn bình thường đó, chỉ nhìn kỹ với đít rồi thấy thôi. Cái bình này đẹp like new, có lỗi nhẹ vậy mình bán rẻ cho anh em ha. Anh em nào chốt qua lâu mình nha, 2,1 triệu cho cái bình này, cho bình đẹp like new, giá ra rất là ok luôn cho anh em ha. Đúng hàng viên chính hãng của Kenhin Sabang, bông mai đen cầu cào chuyên nghiệp, hỏng 24 trái ga 26 nha.